Các bác mình ha, tất cả anh chị em miền xa, bên miền Bắc Trung Nam như quý anh em ơi. Hôm nay cũng ngày 4 tháng 6 nha. Nói chung mà bây giờ cũng khuya rồi, em cũng cố gắng lên video nè. Cho nên mình lựa nha. Thì hôm nay em gửi anh em 20 mã hàng như thế này. Từ trái qua phải tất cả đều hàng carbon hết. Hàng thì nói chung em đảm bảo với anh em mình giá em cân đối thấp nhất có thể cho quý anh em mình rồi. Anh em mình cứ tham khảo, vừa cảm thấy mình thích hợp thì mua hàng ủng hộ em. Thì mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha. 192035 em tên Nghiệp. Mọi giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo và số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube như quý anh em ơi. Lưu ý nhiều nha. Phí ship cũng vậy, là mặc định là 30.000 trên một sản phẩm. Ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn trở lên sẽ được hỗ trợ là bao ship, còn một đơn phí ship 30.000. Tất cả em đều hỗ trợ là ship nhanh hết cho quý anh em mình. Nha, tất cả đều ship nhanh hết, thiếu bao nhiêu bù vô, và em đoán trước giờ là không bớt, không bao ship. Quý anh em lưu ý giùm em, các bạn đó. Từ trước tới giờ luôn, không bớt, không bao ship. Đó, nên anh em mình khỏi trả giá, chỉ mất công lắm, mất thời gian ha. Đó, phạt đặt luôn. Rồi, không mất thời gian nhiều đâu, em lên luôn nha. Còn mấy con máy hệ nè, em bán thanh lý cho anh em luôn. Đây. Đây là con máy, máy này nói chung nó cũng tồn lâu rồi, em về được hai một cặp lận. Có cái cối phụ luôn nha anh em. Con kia em bán rồi. Nói chung con này để lâu quá, em bán chưa trôi, nói chung thanh lý luôn nha anh em. Ai mình đang cần sở hữu thì mình lụm nha. Hai cối luôn. Thật sự nếu mà anh em mà đã từng chơi những cái dòng máy mắc tiền giống như Satiga, Stella đó, anh em mua thêm những cái cối này, anh em cần anh em mua thêm cái cối này, anh em mới thấy là nó giá trị có nào 4-5 triệu, 7-8 triệu cái cối không anh em. Anh em mà từng mua Satiga hoặc anh em biết nha, con này không phải cho anh em. Con này thì hàng cũng đai qua dòng team đai qua, nhưng mà cái con này thì nhông cốt nó sẽ chung với thằng Satiga đó anh em. Con này có cối phụ nha, rất đẹp cái cối, hai cối luôn. Con này nó để 6.000 HI, nhưng mà con này xe thật nó khoảng 14.000 nha anh em. To lắm. Cho anh em quýnh xích hàng nặng, quýnh đái đâu nè. Lấy con này. Team đây qua nè. ABS. Thì con này chung cối, xe chung cốt, nhông với luôn con son chung với Satiga đó anh em. Cước số 4 vô tới 500m, em thấy khủng khiếp không? Cước số 5 350m. Đó, con này nói chung made in Japan. Con này nói chung em bán nó cũng tồn lâu rồi. Em thanh lý luôn nha. Có những cái vết chày này thấy không? Cái này là bọn Nhật nó lấy nước sơn nó quét quét lại nè, chứ em không có rảnh đâu nha nè. Em không có làm cái này nè, nó chày rồi nè. Hai cối nha nè, mấy cái này thì chung không ảnh hưởng gì hết. Đổ tay trái phải mua pin sống. Cái rắc này kêu đã không. Một đinh da băng nha nè, sai khoảng 12-14 ngàn. Rồi, một con duy nhất anh em nào có cơ hội thì anh em mình đang cần thì mua với giá cực rẻ nha anh em. Rồi, con này mã số 1 em thanh lý giá 2,5 triệu nha anh em. Giá cũ hình như em nhớ tới 3,5 triệu lận. Ông anh em nào trước mua em cái con kia thì thông cảm giùm em nha. Hàng bán thanh lý nó khác với hàng bình thường. Em thanh lý 2,5 triệu nè, lời lỗ thì anh em đừng quan tâm. Chắc chắn là không có lời đâu. Lỗ không biết lỗ bao nhiêu thôi. 2,5 triệu anh em, mã số 1 nha, giá 2,5 triệu hai cối, cơ hội để anh em mình mua. Và tiếp tục lên cho anh em con này cũng vậy, con này cũng thanh lý luôn nè. Con này có máy Ben nha anh em, Ben made in Japan nha, made in USA nha anh em. Mấy con Ben của Mỹ này bây giờ nó không cần sản xuất đâu nè. Ben xe 7,5 nè, không mấy con này thì giá thị trường nó 3,000,000 mấy anh em, 3,000,000-3,500,000 một con, trong rẻ đâu. Made in USA nè, ratio 461, cước cước số 15 hết trời, vừa được 320m ha, cước số 20 250m. Như vậy anh em. Cước rất sâu nha anh em. Mua pin sống. Bắt in giữa đây nha, mấy con này vợ nó giờ nó không có còn sản xuất đâu quý anh em ơi. Chơi hay sưu tầm là kiểu gì cũng được. Cái con này đi chung với cái cây này nó mới xứng nè anh em. Với cái cây ba khúc này nè, đi gì đó mới trúng đúng bài của nó. Đó. Con Ben này đổ tay trái phải được bình thường nha anh em. Nè, một bên sống. Rồi, con Ben này mã số 2 em bán với anh em mình giá 2,000,000 nha anh em. Thanh lý giá 2,000,000 nha. Anh em này biết rồi, con Ben này thì giá thì anh em mình cứ biết, anh em đã từng mua rồi anh em sẽ biết rất là rõ nha. Giá 2,000,000, giá rất là mềm. Cho nên mình chơi sưu tầm cũng được, mã số 2 nha. Rồi, em chuyển qua cần câu nha anh em. Cho nên mình cái hai khúc hay hai chi như nè, cái này hàng của Olympic nè. Bắt mắt Fuji, ngoại hình không đẹp nha, hàng made in Korea.
hãng con Olympic, cứng 10 và 1.8 nha anh em, hai chi hai khúc, và cây này nó bị gãy ngang ở đầu bu như quý anh em nè, nó gãy ngang ở đầu bu như này bao nhiêu đây. Về anh em mình tự thay đầu bu cho cái phen này anh em câu bình thường nha anh em, hai khúc hàng carbon, ngoại hình của dính dơ dính bụi. Rồi cây này mã số 3 bán giá 200 nha, mã số 3 200.000. Mã số 3 giá 200. Tiếp tục lên chú ý đến mình cái cần lua 2 khúc anh em, cái này hàng carbon. Cần lua 2 khúc hàng carbon. Hãng của thằng gì đây? Beast Hunter. Made in Korea này, thấy không? Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật kia nè. Cái này nó dài 5.6 là dọc 1.8, còn thông số lua không thấy nha. Hàng carbon. Nó có dòng phen là dòng phen kim loại nè, thấy không? Hơi cũ, hơi reset cho anh em, về làm chủ đi em. Thì về anh em mình câu lua hay câu không có, về anh câu tôm hoặc là anh em câu trên thuyền trên bè gì đó anh em câu. Hay câu kiểu gì cũng được, hàng carbon. Phôi cuốn Nhật thì tha hồ mà câu nha anh em, 200.000 nó rẻ hơn tiền bộ phôi nữa. Cân nặng của mình 86g. Ngọn của mình là 1.8 nha, mã số 2. Bố mã số 4 em bán giá 200. Tiếp tục mã số 5 lên cho anh em một cái cần. Cây này có bao cần đàng hoàng, có nắp chụp luôn. Hàng của Olympic đây. Bắt mắt Fuji nha anh em, xoắn hai da. Dài 3m. Đây, tem vàng nội địa nha anh em, xoắn hai da nè. Rất đẹp, rất mới. Thì cây này cứng tầm khoảng 10 thôi nha anh em, cứng tầm khoảng 10 xuất lõi nha. Là tất cả đều là fan Fuji. Có phen đứt chân này, thấy không? Một phen đứt chân. Tất cả phen còn lại ok. Phô rất đẹp. Carbon xoắn nè. Nó đẹp mới chát luôn nha anh em. Hàng nguyên bản nó vậy nha. Nó là nguyên zin nguyên bản gì luôn á, chỉ là bị nứt một phen thôi. Dài 3m, cân nặng của mình là 124g, ngọn là 0.8 thôi nha anh em. Cái này mã số 5. Em bán giá 400 nha anh em. Mã số 5 400.000. Đấy. Cái này về anh em lấy phôi thôi. Anh em thả tay lấy cái phôi làm bằng tay thì cũng lời 400 nữa. Tiếp tục với anh em mình có cần ISO phân lớn nha. Cái này hàng carbon, hãng của Suzumi đây. Đó. Ngoài hình đẹp cho anh em, bắt máy Fuji, đọt 4 5.3. Silo. Đó, hàng của Suzumi, hàng của Nhật nha anh em, có chạy xước sơ sơ nè. Toàn bộ là phen Fuji, đẹp hết, không lỗi, không nứt, có một phen nứt nha anh em. Đây, cái phen này bị nứt nè. Đó. Một phen nứt chân nha, về đây mình tự xử lý, tự dán keo nha anh em. À, cái phen này hư luôn rồi anh em ơi, rớt cái dòng đá cái luôn rồi nha. Rớt cái dòng sứ ra mất tiêu rồi. Họ. Và lưu quý giùm em nha, hàng bán như thế này nha anh em. Em không thay khoen nha, em thay khoen này giá khác. Đó, hàng bán theo giá lỗi, khoen như thế này, tất cả khoen còn lại đều không nứt chân khoen nha. Lưu quý em nha, hư một khoen chạy như thế này. Đây. Quanh sắn có chạy xước nhẹ nè, nó dùng em bán sắt phôi đó anh em. Sắc phôi cho anh em mình về mình hạ tay, còn khoen thì anh em đừng có quan tâm, có thì anh em thay, không có thì anh em phải chấp nhận nè. Rất mới nha, đọc 4 5.3, nguyên zin nguyên bản của nó hết nha quý anh em. Cân nặng của mình là 453g. Cây này ngọn của mình 2 ly. Đây, mặt số 5 em bán giá 500 nha, mặt số 5 em bán giá 500.000. Tiếp tục với anh em mình mặt số 6 là một cái cần sút carbon nha anh em, một cần sút carbon như nè. Hãng của thằng gì đây, 2 Sensity Visti, cứng 25 và 4.2 nha anh em. Hàng carbon, bắt máy Fuji, cũng phen của phen Fuji luôn nha anh em, có chạy xước sơ sơ nè. Đó. Tất cả này ở trên này đều phen Fuji hết, không lỗi nha anh em, không nứt không lỗi nha. Nó bắt máy Fuji, phen Fuji có chạy xước ngoài da. Đấy. Nước phôi mình còn đẹp nè. Ồ, có định vị luôn, hay quá. Nè, có định vị khoen này, thấy chưa? Định vị khoen nè. Rồi, cứng 25, 4.2 nha. Cân nặng của mình là 380g. 380g, ngọn của mình là 3 ly như nè. Cây này mã số 7, em bán giá 500. Mã số 7, 500.000. Tiếp tục lên cho em mình cái ISO khoen nhỏ nha em. Cây này hàng carbon, mới chát, mới bóc luôn, bắt máy Fuji, đọt 1 và 5.4 nha.
carbon xoắn, mới chát mới tinh tươm nha anh em, đột 1 54, tất cả đều là fan Fuji hết. Nè anh em thấy nó mới chưa, nguyên zin nguyên bản 100%, mới cực kỳ mới luôn. Đây mới tinh tươm mới bóc. Cân nặng của mình là 214 gram, ngọn của mình là 1 ly. Cái này mã số 8 em bán giá 400 nha anh em, nắp chụp bao cần đầy đủ hết, mã số 8 400.000. Tiếp tục anh em rút mini nha anh em. Cây này thu gọn 43 cm nha anh em. Cây này hàng con Shimano nè, cứng 12m7 nha anh em, bắt máy Fuji. Đó, tất cả ở đây đều là fan Fuji hết và bộ fan nó không đồng bộ nha anh em. Fan này nguyên zin, fan zin. Fan này vẫn là fan zin của nó nè, vẫn là fan sơn giả quang nè. Nhưng mà mấy fan chạy như này nó bị thay nha anh em. Nó vẫn là fan Fuji và nó không có bị nứt chân khoen, lưu ý giùm em nha. Đó. Đây, cây Shimano của mình nè, Shimano Made in Korea nè, sản xuất Korea, độ cứng 12m7 nha. Nè, có chạy xước nhẹ nè. 2m7 là size hầu như là dài nhất của thằng Rook Mini nha anh em, nó không có dài hơn đâu. Cái lóng này vẫn là zin của nó hết, nhưng mà nó thích sơn đen, nó sơn lên nha anh em, không có bị thay thế nha. Nó sơn đen thấy có chân khoen này nữa không? Đó, mấy thằng trước nó rảnh lắm. Ha, độ cứng 12m7 nha anh em. Cân nặng của mình 187 g. Ngọn cây này là 2 ly. Mà số 9 nó bán giá 400. Mà số 9 400 nha anh em. Tiếp tục lên cho anh em mình cây đai qua. Cái ISO dây trong nha. Cây này đại hai giá luôn nè anh em. Cây này hàng bị bơm đó nè, bơm lâu lắm rồi nè. Nay em lôi ra mới lôi lục hàng bơm ra em bán nè. Bán ghét quá. Bắt máy Fuji nha anh em. Cái dòng đai qua dòng mắc free này, mấy dòng đồ free của đai qua này nó mắc lắm nha anh em, không có rẻ đâu, cực kỳ mắc luôn á. Cây này đột 1.5 dài 5m3, made in Thái Lan nè. Sản xuất Thái Lan xuất Nhật nha anh em, đột 1.5 dài 5m3. ISO dây trong cái góc nó hơi xấu thôi. Ôi đẹp lắm. Fan Fuji. Anh em nào hợp với màu bạc cam em lấy cây này, cái giá này sale tới cục cực luôn. Tất cả fan xích nha anh em. Đó. Thôi zin ngọn zin của nó hết. Đó, ISO dây trong nha anh em. Rồi đột 1.5 5m3, cân nặng của mình là 207 g. Anh em nào quýnh đài quýnh bạo lực của đó lấy cái này, hiểu quýnh trôi điên lấy cái này. Con trong lùm trong hốc rồi đó lấy cái này, ngọn 3 ly nha. Cây này mới so với cần tay nó cao 45H nha anh em. Rồi cây này mã số 10 bán giá 900 nha anh em. Giá trước khi bơm em chốt là 1.4 triệu á. Tồn lâu lắm rồi, cây này tồn khoảng nửa năm rồi anh em. Bây giờ em thanh lý em bán giá là 900.000 nha. Đấy, hai nhân tay thì chốt cho mấy em được cái bơm nha anh em. Anh em nào mà lưu ý em ra giết luôn á. Cái cây này hàng này hàng em bán thanh lý lợi kiểu bơm thì anh em đừng có bơm lần nữa, em cảm ơn rất là nhiều. Nó có cái vết tì rồi em rất là kỵ dãy với mấy hàng đó. Thường thường mấy hàng bị bơm về em bán giá rất là rẻ, thì anh em lưu ý giùm em, mua nên suy nghĩ kỹ trước nha. Nhiều khi mình chốt sinh sơn xác mình chốt xong về cái mình bậy bạ không ý theo ý của mình, cái em chặn mất xác nữa, không có cơ hội mua hàng nữa, lưu ý giùm em nha anh em. Rồi tiếp tục lên anh em mình cái ISO fan nhỏ. Cây này có bao cần đàng hoàng luôn, cây này hàng con Daiko. Anh em nào, hàng con Daiko nha. Cán của nó này. Daiko nó giống như Gamma cao su dân bên Nhật nó cũng vậy đó. Nó 90 với hàng Gamma nha, dòng Daiko nè. Đột 1 4m5. Rất đẹp nha anh em. Usibu. Đột 1 4m5 ISO fan nhỏ, tất cả đều là fan xích hết. Ngắp chụp Fuji bao cần đầy đủ. Nè anh em thấy nó đẹp chưa? Cái góc thì nó chạy xước sơ sơ thôi. Còn nước phôi nè, đẹp cực kỳ. Mới chát. Và nó zin 100% nha anh em. Nó zin 100%, đột 1 4m5 nha. Cân nặng của mình 139 g, cây này ngọn của mình 1 ly nha. Mã số 11. Em bán giá 1 triệu nha anh em. Rẻ như chưa từng được rẻ, giá 1 triệu, đột 1 4m5. Tiếp tục lên anh em mình có cần rút dây trong nữa nha anh em. Cái hãng con Daiwa nè, Daiwa Incline. Cứng 50, dài 3m5 nha. Daiwa Holder Lock nè.
Made in Taiwan, sản xuất tại Taiwan, xuất Nhật nha quý anh em. Dính dơ dính bụi chạy xước nhà lắm. Cái này chạy xước ít nha anh em. Dính bụi là nhiều, dơ là nhiều đó. Khoan khoan khu xích. Đúng 50-30 là cây này anh em, dạng cứng của lăng xê nha anh em. Em tha hồ mà anh em đi câu trộm đâu. Anh em câu trong hốc, trong kẹt, trong lùm rồi tha hồ mà câu. Hai da này thấy chưa? Đó, 50-30 nha anh em. Mô hình rất đẹp. Dính bụi dính dơ lau chùi lên anh em. Cân nặng của mình 376 gram, ngọn của mình là 2.6 ly. Cái này mã số 12 em bán giá 500 nha nè. Có nắp chụp đây qua chính hãng luôn. 500.000, mua không mua thì cũng phải lẻ tay. Rồi tiếp tục lên nha anh em, mình cần lưu mực nữa nè. Đó, cái cây này hôm bữa bị ông khách bơm á. Tại vì ông nói á là phải cắm hết khúc này mới đúng. Phải cắm lên tới cái chân đám nám như này nè. Đó, còn cắm hết khúc bóng này thôi là không đúng. Ông không nhận hàng, em bó tay luôn, em muốn lại ông 10 lại vậy. Thì cây này mới nãy em sòn hàng nó ngã trúng em nữa. Gạt qua bản hành lý luôn. Đây qua hoa đồ lóc nè. Cây cần con mực nha anh em. Con mực bà nha. Một anh em con mực thì con có anh em câu lăng xê giống bình thường nha anh em. Bắt máy buji tem vàng da băng. Cây này 2m7 nha, carbon whisker sắn hai da đây. Hàng đây qua. Nha, cứng lắm, cây này cứng khoảng 80 đến 100 nha anh em. Nó giả nguyên con mực bà cho đây nè. Đó anh em, con mực khủng lên anh em lấy cây này. Tem vàng nội địa đây, tất cả đều fan Fuji hết. Cái giá trước khi bị bơm là 1,5 triệu đây nè. Cân nặng của mình 307 gram. Ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 13, bán giá 1 triệu nha nè. Thanh lý 1 triệu luôn. Tiếp tục lên nha em, mình cần gamma cao su đề cao luôn nha nè. Một cái ISO random. Anh em nhìn cái cán là anh em biết hàng đề cao rồi nha nè. Đó, gamma cao su nha. Đây, gamma cao su thương hiệu số 1 Nhật Bản. Đấy, cây này chỉ bị lỗi duy nhất là cái chốt gài cho bắt máy là mất tiêu nha. Bắt máy là bằng titanium nha anh em. Nó nên về anh em có dư bắt máy titanium khác anh em gỡ chút gài anh em gắn qua là ngon lành cành đào. Không có anh em vẫn gỡ bắt cái gài của bắt máy bình thường anh em gắn vô vẫn còn bình thường nha anh em. Lưu ý giùm em nha. Cái này về nó bị sao mất tiêu bắt máy rồi. Đọc 1.5 và 5m3 random nha. Cây này thì giá siêu mắc luôn chứ không còn mắc đâu nha anh em. Dòng gamma đời cao. Cơ hội để anh em mua hàng VIP với cái giá hàng bình dân nha. Fan là fan Fuji Titanium đàng hoàng hết. Đây, fan Titanium. Xích nha nè, cái dòng xứ xích chân fan kiên fan Titanium mất. Đây, đó. Hoặc là anh em lấy cái phôi về anh em mình hạ tay cũng là cũng lời khẩm nữa, cũng lời VIP nữa. Đó. Nè. Cái chỗ này là bị rợp nước sơn bóng nha quý anh em. Cái mảng sơn bóng ngoài nó bị rộp, nó bị phồng lên nha, nó không chịu cái phồng nữa nè, nó bị rộp rộp, nó mảng chứ không phải bị ố nha. Đó. Nghe thấy chưa? VIP gamma cao su. Rồi mấy cái này em rảnh, em có thời gian rảnh em hạ tay mấy cái này em bán 2,5 triệu. Thật sự luôn, nếu mà em hạ tay hoàn chỉnh em hạ cho đẹp VIP luôn, em bán 2,5 triệu. Dành nhau mua ấy. Em không có thời gian em làm. Em bán như thế thôi, anh em về tự xử nha nè. Chứ mấy phôi này mà hạ tay thì phôi VIP nó khác nào cần tay đâu. Cân nặng của mình đúng 200 gram, ngọn đúng 1 ly nha nè. Cây này mã số 14, em thanh lý giá 1,5 triệu nha nè. Mã số 14, 1,5 triệu. Đó, anh em về muốn câu đài, câu ISO thì gắn bắt máy vô. Còn nó muốn tay, muốn đơn thì về tự hạ tay, bỏ cho thợ nó 300.000 khi mày làm cho tao đẹp. Rồi, con mình cành đào luôn á nè. Nha, mã số 14 nha, bán 1,5 triệu. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái súp carbon nha quý anh em. Cây này hàng con Ruby đây. Cây này dành cho quý chú bác mà quýnh lục tục cần nha anh em. Quýnh lăng xê hoặc lu gần đâu. Phôi nhẹ nè. Phôi khỏe, phôi VIP, phôi xích đàng hoàng luôn. Giá bình dân đây. Tem vàng Nhật nha anh em. Hàng con Ruby, Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Cứng 25 dài 4m, super light. Tất cả đều là fan Fuji hết. Tất cả được fan Fuji, có sờn xước nhẹ nha anh em nè. Cái này là nó bị rọt nước sơn bóng bên ngoài, nó không ảnh hưởng gì hết. Đó, tất cả được fan Fuji nồng súng hết, không lỗi nha anh em. Bộ khoan này giờ anh em mua 700 ngàn chưa chắc thì anh em mua được cái bộ khoan nữa. Nó thật luôn. Đó, fan nồng súng đó. Nè, phôi có chạy xước nhẹ, còn đẹp lắm. Tới lúc anh em cần anh em bỏ 700 ngàn là ký, bỏ 900 ngàn chưa chắc thì anh em mua được đủ bộ khoan như vậy nữa. Khó lắm mấy cái fan này nè, anh em thêm mua fan đời mới nó có, còn mấy fan rút
cái phen này nó mua không có đâu mua. Cân nặng của mình là 370 g, cây này ngọn của mình là 2,5 nha nè. Cây này mã số 15 em bán giá 1 triệu anh em ơi. Rồi tiếp tục nè, chưa anh nào kêu em kiếm cây ISO NT nè. Đọt to phen lớn này cây này nha, em mới về tới nhà nên em cũng quên mất rồi. Khách gọi nhiều quá bị loãng mất rồi, giờ em lên lại nha anh em. Em soạn đường cây này, cây này hàng có NT ISO phen lớn nha anh em. Quên đẹp nè, bắt máy Fuji. Đọt 4-5m3 nha, hàng của NT đây. NT Power Lop. Super Power Lop nha, tem Nhật đây. Tất cả đều được phen Fuji hết. Phen Fuji. Có một phen bị lỗi nha anh em nè, em thấy không? Có một phen bị lỗi chân nè, nứt một chân dưới nè, về anh em mình tự dán keo tự xử lý nha anh em. Đó, bù lại nước phôi mình đẹp. Đây. Họ có chạy xước nhẹ nè. Đây. NT Power Lop. Rồi. Cân nặng của mình là 369 g. 369 ngọn của mình là 1,9 nha anh em. Cây này mã số 16 em bán giá 1,4 triệu. Mã số 16 giá 1,4 triệu. Tiếp tục là anh em mình có cần tay lóng dài ngon lành nha anh em. Một cần tay lóng dài 8m1 nha, cây này tầm khoảng 6h. Mấy cái chỗ này là dính dơ. Dính bụi, dính keo, về anh em mình chịu khó lau chùi lại cây này đẹp lắm nha anh em. Hàng made in Korea nè, tem Nhật nè, xuất Nhật nè. Dài 8m1 nha, tầm khoảng 6h. Anh em động kiếm cái 8m1 tin tưởng em lấy cây này. Phôi này ngon lắm nha anh em. Dính bụi dính dơ thôi, về anh em lau cái này anh em sẽ thấy nó mới cực kỳ luôn anh em. Đó, anh em lau xong nó sẽ mới như thế này. 8m1 nha. Tầm khoảng 6h. Đó, về cho anh em mình quấn săn hàng xa bờ nha. Và nó nguyên zin nguyên bản 100% luôn nha anh em. Zin 100%, rất đẹp, rất mới nha anh em. 8m1, hàng của Suzumi. Cân nặng của mình là 379 g, ngọn của mình là 2 ly luôn nha anh em. Không, ngọn này đếm đo. Và ngọn 1,8 nha anh em. Góc của mình là 25.5. Cây này mã số 17 em bán giá 1,5 triệu nha. Anh em muốn kiếm lóng dài để cây này. Tha hồ câu cá lớn cá nhỏ câu được hết, cần Nhật giá rẻ. Rồi, tiếp tục lên anh em, nguyện cần 3 khúc nha. Cây này thì hàng mới về em chưa kịp lau chùi nữa nè. Anh em nào về bỏ thời gian tin tưởng em thì lau chùi lại cây này. Anh em mình sẽ lời được ít nữa. Nha, mua nếu mua con Ben thì mua luôn cây này đi. Nó đi với cái bộ này nó mới xứng. Hàng Daiwa Hero Lock nha anh em, bắt máy Fuji tâm vàng. Cứng 83m3 thấy chưa? Đó, tất cả đều fan Fuji hết anh em nhìn thấy nè. Nó đóng bụi, đóng dơ nè, thấy khiếp không? Đó, mới về luôn á, đầu bu xích nha anh em, cây là đầu bu xích biển. Đầu bu mới chạy xích biển. Mới về nên em chưa lau chùi, chưa vệ sinh em lau gam lên luôn. Carbon Whisker chuẩn nội địa Nhật 100% nha. Phôi nó dính bụi anh em thấy không? Cầm cái tay em còn dơ nè. Chịu khó về, có thời gian lau chùi để giùm em. Giá hời nha. 3 khúc cứng 83m3. Đây, nếu có điều kiện mua con Ben mua chung cái này luôn nó mới ngon. Cân nặng của mình là 468 g. 468 g, cây này ngọn của mình đến tới 3,2 nữa nha anh em. Cây này mã số 18 em bán giá 1,2 triệu anh em. 1,2 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần lưu mực nha. Bao cần zin chính hãng luôn và cần mình cực kỳ mới. Gần như chưa sử dụng nha. Hãng của Majorap này anh em. Đây, tips egin là nó dễ con mực cho nên là cần lưu mực nha anh em. 8,6 là nó gần 2m, gần 2m6 nha anh em. Nó lưu mực từ 2.0 đến 3.5 thông số của mực nè. DGB 0.4 đến 1.0 Action Fast. Nó fan Fuji Akonai nè, fan chân ca nè. Giá 11.000 yên, hơn 2 triệu đâu đó nha anh em. Đó, em chia sẻ với anh em như thế này, có một số anh em á, em bán cần cái lưu á thì vô kêu em á bớt đi em mua về anh con mực chơi. Còn những bán những cái cần chuyên lưu mực á thì không chịu mua. Và vô đi mua cần lua kêu bán rẻ bán bớt đi về anh câu mực, em cũng không hiểu là ý anh muốn gì. Không có chuyện đâu, em đã bán hàng giá rẻ bán thanh lý rồi, không có chuyện em bớt đâu. Xoắn hai da cho nè,
như mới, đẹp như mới luôn, ngọn bé xí thôi nha anh em. Cây này nó ngọn khoảng 1 ly thôi nha, đầu bộ chống sắn nè. Đó, ngọn 1 ly Action Fast nha anh em. Đấy. Rồi, cân nặng của mình thì 120 g. Cái này mã số 19 em bán giá 1 triệu nha anh em, bán 1 phần 2 giá mới. Đấy, vậy này anh em chơi khen lựa chọn thì nó chưa bớt gì nữa. Bớt của bữa. Bán nửa giá mới cần thì gần như chưa sử dụng, full hộp full bao gì hết. 1 triệu nha anh em. Rồi, tiếp tục lên cho anh em mình cái này nữa. Anh em thấy quen không? Ba đời chủ rồi đó anh em. Cây này nè. Ba đời chủ rồi. Cán vợt hãng của Majorap nha anh em. Đây, cán vợt Majorap dài 5m nha. Full mặt vợt. Cây này là em không bán ship code nha, ai mua chuyển khoản mới bán, còn không thôi là em không bán. Em để dành em xài luôn. Lần cuối cùng em bán ba đời chủ rồi đó. Còn giấy tờ trong đây nè. Đời chủ thứ ba bán giảm giá luôn với điều kiện là phải chuyển khoản nha. Đây, mặt vợt mình đây. Mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Cán vợt thu gọn ngắn nha. Trên này có những vết keo, vết dơ thôi nè nè. Vết chày này là do bỏ cái mặt vợt vô nó chày thôi chứ chưa sử dụng nữa nè. Thu gọn 2, 4, thu gọn 60 cm nha, Majorap nè. Nguyên một bộ của nó. Ba đời chủ rồi đó. Không phải ba đời chủ mà hai đời chủ, một lần bị bơm. Một lần là khách từ chối nhận hàng đó nè. Hai đời chủ là khách mua xong về. Để em coi, khách nói là mềm quá, khách không sử dụng được. Em thấy cũng bình thường, có mềm gì đâu. Em rút ra nó cũng thẳng mà nó có cong đâu. Em rút ra hết nè. Em thấy nó cũng thẳng không có cong đâu. Đừng nói là anh em mình cắn vợt mà anh em cầm anh em dở lên là chết nha anh em. Cắn vợt ai mà dở. Đừng nói cầm mà dở lắm, nhưng con giống con cẩu mà dở lắm lên nha. Cắn vợt người ta chỉ rút thôi, ta chỉ lột con cá vô trong mặt vợt người ta rút lên thôi rồi nó mới chịu nổi. Chứ còn cá vợt nào mấy con cá 5-7 kg 10 kg thì anh em dở kiểu này thì sao chịu nổi, nó quằn câu là phải rồi. Em rút ra, bản thân em mới rút ra là nó không có quằn nha. Em rút ra em kéo hết lóng là thẳng nha. Đây em tỉnh đâu là nó quằn dữ lắm. Mấy anh em mình chê nó yếu, em có quằn đâu, cũng giống như mấy cán vợt kia thôi. Em thấy nó cũng bình thường thôi, nó có gì đâu nha. Rồi, cán vợt là mã số 20, em bán giá 600 ngàn, với điều kiện là chuyển khoản trước em mới bán nha em. Chuyển khoản trước em bao ship luôn. Đó, giá cũ em bán tới 800-900 thì lần em không nhớ đó. Mà sao ba lần là em bán, em bớt bỏ 200 ngàn luôn. Thôi, đó, cách bán hàng của em là em không có. Cái này nhiều người hỏi mua lấy phải một người nữa. Em bán hàng cái lợi nhuận em đặt nó sâu nha em. Lợi nhuận ai cũng cần lợi nhuận hết, nhưng mà cách bán hàng của em nó khác. Có thể cái này em bán lỗ nhiều lắm. Có những mặt hàng bán lỗ nhiều lắm. Nhưng mà em bán bỏ đi, để nó không có vết tiền. Mã số 20, đó là tất cả mặt hàng hôm nay với anh em chú bác mình đây. Đó, thì có thể cách bán hàng của em sẽ gây khó chịu cho rất là nhiều người. Một số người là không thích. Thấy em nói cái kiểu mà mình bị khó nghe quá. Mà thường thường như thuốc đắng giả tật, lời thật nó mít lòng. Lời thật thì nó hay gây khó chịu cho người khác, nhưng mà vậy đi, em bán hàng như vậy đi, nó khỏe. Ai thích hợp thì mình lâu dài, còn không thích thì mình chia tay sớm bước đau khổ. Vậy nha anh em. Và xin chào, chúc tất cả quý anh em mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha anh em. Xin chào.